Xin kính chào quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Đúng Ngũ Happy Car Kênh chuyên biệt tư vấn báo giá về những dòng sản phẩm của Toyota Và trong chương trình cuối tháng 5 này, cụ thể ngày hôm nay, ngày 29 tháng 5 Em Nghĩa vừa nhận được chương trình khuyến mại mới nhất từ mẫu sản phẩm Toyota Hilux Một trong những mẫu bán tải tại thị trường Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Triton Hay là Ford Ranger ở thời điểm hiện tại Và trong thời điểm này, em vừa nhận được chương trình khuyến mại và liền cập nhật ngay dành cho những quý anh chị đang có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm bán tải hai lắc và quý anh chị có thể xem đây có phải là thời điểm tốt nhất để lấy xe không ạ và trước khi video được bắt đầu em nghĩa luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ cũng như là sự tin tưởng của tất cả quý khách hàng vào thời điểm tháng 4 và tháng 5 thì lần lượt các đại lý Toyota trên toàn quốc đã bắt đầu có những dòng sản phẩm Toyota Hilux đầu tiên những phiên bản một cầu và hai cầu đến với đại lý và trên màn hình quý vị và các bạn đang nhìn đây là phiên bản một cầu máy dầu số tự động phiên bản mới được facelift vào năm 2024 với diện mạo hoàn toàn thay đổi và với mức giá niêm yết là 706 triệu đồng cho các màu thường và 714 triệu đồng cho màu trắng ngọc trai và trong chương trình của tháng 5 này cụ thể ngày hôm nay ngày 29 tháng 5 đối với phiên bản động cơ 2.4 lít máy dầu một cầu số tự động cho các màu thường sẽ có mức giảm giá lên tới 18 triệu đồng tiền mặt. Quý anh chị trừ trực tiếp vào giá xe cho em nghĩa. Và khi áp dụng 18 triệu đồng tiền mặt trừ vào giá xe và gói phụ kiện tặng kèm theo tùy từng thời điểm thì quý anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 742 triệu đồng, lăn bánh tại thị trường tỉnh và thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 733 triệu đồng. Ngoài ra tùy từng thời điểm thì quý anh chị sẽ được tặng thêm gói phụ kiện như dán phim, trải sàn hay là camera hành trình. Và quý anh chị cần một mức giá tốt hơn thì có thể liên hệ trực tiếp từ số online em để góc trám màn hình để em có thể hỗ trợ và báo giá tốt nhất dành cho mọi người. Trên phiên bản mới thì chúng ta sẽ thấy nổi bật ngay ở phần lưới tản nhiệt cũng như là cụm đèn, thiết kế thon gọn hơn giúp chiếc xe trở lên nhẹ nhàng và thể thao hơn rất là nhiều. Về phía đuôi xe thì chúng ta cũng sẽ có được trang bị cụm đèn hậu dạng LED theo hình số 3 ngược giúp chiếc xe trở nên nổi bật hơn và xung quanh xe sẽ bao gồm hai cảm biến góc phía trước và bốn cảm biến góc phía sau kết hợp theo đó là một cái không gian thùng phía sau đựng đồ cũng như để trải nghiệm những cái không gian tải rất là rộng rãi chúng ta có khối động cơ 2.4 lít động cơ turbo và kết hợp theo đó là hộp số tự động 6 cấp giúp cho chiếc xe đạt công suất cực đại lên tới 170 147 mã lực và rất là khỏe và đây là động cơ tiêu chuẩn dầu khí thải Euro 5 cho nên cũng sẽ rất tiết kiệm và phát thải ra môi trường rất là tiết kiệm các bác nhé. Nội thất bên trong chúng ta sẽ có hộp số tự động 6 cấp kết hợp với hai chế độ lái Eco Mode và Power Mode nổi bật lên màn hình chính giữa trung tâm lên tới 9 inch kết hợp theo đó là 6 loa giúp cho chiếc xe có hệ thống âm thanh nghe rất là tốt cũng như là tiện nghi sử dụng trên cái màn hình rất là tốt cho các bác. Chúng ta có trên màn hình sẽ có kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây và những tiện nghi Mát chỉ đường cũng như là nghe nhạc rất là tiện lợi. Chúng ta có màu nội thất đen nguyên bản và ghế thì đã vẫn là ghế nỉ các bác nhá. Vô lăng bốn chấu bọc da và tích hợp mạ bạc điều hòa chỉnh cơ vẫn giống như phiên bản tiềm nhiệm trước, khay để cốc hay là phanh tay điện tử vẫn được trang bị trên phiên bản này. Điều đặc biệt trên phiên bản năm 2024 thì chúng ta sẽ có cụm đèn pha cốt dạng bi hay là đèn gầm cũng là đèn gầm dạng led và với mức giá cực kỳ là hợp lý so với phiên bản tiềm nhiệm trước với mức giá niêm biết là 852 triệu đồng thì ở thời điểm hiện tại thì chiếc xe này đã có mức giá hợp lý hơn rất là nhiều so với những đối thủ trong cường phân khúc như Triton hay là Forenger và hiện tại thì mẫu xe Toyota Hilux bán tải vẫn đang có hàng giao ngay tại đại lý như màu bạc hay là màu trắng và quý anh chị cần hỗ trợ một cách tốt nhất về giá bán cũng như phương thức trả góp thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp từ số online em để góc trái nhá để em có thể hỗ trợ và tư vấn tốt nhất dành cho mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em nghĩa ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điều phải like hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.